Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khả Nam ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ soi xét đồ của cao thủ Bảo Lăng Sa. Ngày hôm nay tống kim top 1 cho anh em xem. Sau khi nhận được một cây vũ khí Hồng Kiều Môn Phái mắt ọp từ cái top băng hội top 1 thì chúng ta cùng xem và chờ đợi xem thử xét đồ của Bảo Lăng Sa như thế nào và ra sao nữa mày. Tại Bảo Lăng Sa anh em không có vùng sáng rồi chắc lần gì không em ơi, quá đẹp luôn. Băng hiện tại đã đổi thành băng hát nha mọi người. Rồi ngày hôm nay thì Bảo Lăng Sa có cho mình top 1 với 94.820 điểm và giết được người là 254 người và giết được 45, tử vong 38 lần, liên chạm 69. Ui, đường môn đánh quá dữ nè mày. Nên cùng xem xếp đồ của Bảo Lăng Sa nè mày. Thật sự là Bảo Lăng Sa càng ngày là chúng ta càng thấy cái lượng đồ của Bảo Lăng Sa lên quá khét nè mày. Hôm trước chúng ta thấy cái đai thì chúng ta cùng xem là cái đai. Ngày hôm nay thì đã lên được đai, vẫn là cái đai nem chí mạng và kỹ năng mạng thiên hoa vũ một cấp, 40% phần thủ lý là 26 sinh lực lực và vẫn là một set đồng bang 20 30 30 và 30 năm. Đó, nói chung là set đồ thì không có gì thay đổi và một cái nón cũng bắt đầu 2040 thần pháp 20 cũng như cũ nè, một bao tay 2040 thần pháp 20 cũng như cũ nè, một áo cũng 40 40, 25 kháng hỏa và 20 sinh khí, một đôi giày 40 20 40 và 25%. Nói chung là với ba món hỏa và một cái đai thủ lý họ nên thành 4 món họ này với thời gian làm chậm là 160 làm chậm và 40 chón. Sở hữu cho mình một cái nỏ. Đây, hôm nay thì ở video này thì Khải muốn cho anh em xem. Bảo Lăng Sa là có cho mình một cái nỏ Thiên Quang Hoa Vũ Mạng Thiên. Thực sự là một cái nỏ quá đẹp anh em ơi. Không gì để chờ cái nỏ này nó mất ổn hoàn toàn. Nỏ này nỏ vĩnh viễn anh em ơi. Và vừa rồi thì ban hội L đã có cho mình top 1 và họ đã sở hữu cho mình một cái nỏ top 40, sát thương 150 và sát thương 60 điểm. Hút nội lực 6, quên hút nội lực 8, tam nhãn 3 cấp. Thực sự là với cái tam nhãn 3 cấp này thì chẳng phải là được 3 cấp đâu mọi người. Rồi, sử dụng một cái vi phong kháng cảm 10, một cái ấn thủ lý 23 và một con minh chủ chiến mã. Loại minh chủ chiến mã thường có thể đến thuần hóa tại thú cưỡi. Cái này là con ngựa minh chủ giỏi lòng đó nè. Kháng cảm 5 và vùng sáng chiến mã 1. Đó, chung thì em nhìn tổng sơ qua thì cũng không có khác gì cái set đồ hôm trước hay sau, nhưng mà ở đây thì nên thôi, đặc biệt ở đây là có một nỏ mắt ở hoàn toàn đây mày. Đây là cũng như là một cái vật phẩm đua top tháng 6 vừa rồi, vừa kết thúc vào ngày 26 tháng 6 này nha anh, vừa kết thúc vào 4 ngày trước và ngày hôm nay ngày hôm qua đã chính thức nhận được cái nỏ. Anh ta nhận một nỏ mắt ở như nào, thì sự cái nỏ này thì anh thực sự là quá đẹp đây mày, mắt ở hoàn toàn. Một cái nỏ này thì không biết đấu giá bao nhiêu, nhưng mà ở cái hướng cá nhân đua top anh em, ở hướng cá nhân thì Đông Phương cũng là một đường môn cũng sở hữu một cái nỏ giống như này, thì Đông Phương đã đấu giá cũng như là mua vật phẩm đua top 3 hơn 300 ca thiệp thì cũng tương đương tầm 300.000 xu thì khoảng tầm 300 kim này, 300 kim thì khoảng tầm hơn 20 triệu cái nỏ nha nè. Còn anh này anh đấu trong bang bao nhiêu thì mình không rõ nha mọi người. Đó, nói chung là cái này là vật phẩm của bang hội, còn Đông Phương là vật phẩm cá nhân. Thì ông Đông Phương thì ông đầu tư cũng nạp thiệp nữa nè, thì ông lấy top 1 đó là vật phẩm của bang hội. Nói chung là một set đồ không còn gì để chờ nữa mà một set đồ thực sự là mắt pin. Với mặt đường môn như thế này thực sự là mắt pin. Anh em cũng điểm sơ qua cái số tiền của cái set đồ này, anh em cũng đủ biết thì ở set đồ ông bang này thì ngoài ngọc bội này hơn 10 triệu và gia chiên này, hai nhẫn này thì hơn 10 triệu. Nói chung là tổng set ông bang này trị giá cũng tầm 25 triệu hơn như nào, 25 triệu hơn xét đồng bang mắt ọp nha nha. Đặc biệt là ở cái ngọc bòi cực phẩm hùng mỹ như thế này, mắt 35% thì nó đã hơn 10 triệu rồi em ạ. Rồi, ở xét đồng bang hơn 25 triệu. Cái nỏ này khả nghĩ cũng chắc chắn hơn 20 rồi em ạ, hơn 20 triệu rồi. Còn những cái món tím mắt ọp như thế này trung bình đầu server anh em cũng tầm 3 triệu món nè. 3 triệu món này tầm 4 món thì khoảng tầm 12 triệu. 12 triệu này và 25 là 37, 37 này hơn 20. Nói chung là hơn 6 mấy rồi. Rồi cái đai lưng này mười mấy triệu nữa, nói cùng là nội gạt này với ngựa này là không, gần 80 triệu này mà, gần 80 triệu này quá dữ. Nội mọi một gạt này không, cả kèm vũ khí này nọ là gần 80 triệu cái nọ này mà, quên 80 triệu xếp đồ chứ, xếp đồ không gì mà không gì để chơi này mà. Hiện tại gạt này đang có mình là hạng 12 với như là không làm thì gạt này chắc cũng 120 rồi, hơn 120 cấp rồi. Và lần sau 121 này mà, 121 đang hạng 12 server. Sức đồ khá chất lượng, bắt đầu hoàn toàn. Nói chung là đỡ mà nói, anh em thấy đường môn nào nhìn vào sức đồ này chắc còn chạy giỏi nè mà. Với đường kháng cả khá dày, 5 nè, 10 nè, và cái này 20 nữa. Nói chung lượng kháng cả quá đẹp. Với hiệu ứng ở cái đồ tím như thế này được cho mình thêm được 60 thân pháp từ bao tay
nón và đôi giày. Và một cái áo này, áo sinh khí, lá sinh khí 20 từ cái áo này mà. Chúng ta này thì đang có 165 trọng nè, 165 trọng và 40 chót. Chúng đẹp ở cái nỏ này, quá đẹp. Đại lưng này thì khá đáng tiếc thôi. Tuy rằng một cấp nhưng mà bù lại được 5-9 mạng này mà. Được 5-9 mạng thì khá đẹp rồi. Cái này tầm nhãn 3 cấp trong phái thì 3 cấp nữa, sự quá dữ. Rồi, ok anh em ơi. Và anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho cao thủ Bà Đăng Sa, một trong những cao thủ đường môn thực sự. Là anh em nào có theo dõi mấy chủ X10 đại danh kỳ sử này, một trong những phiên bản chung sân hàng sẽ tắt đồ xanh của anh và đầu tiếng miền tinh. Và ngày hôm nay đã chính thức xuất hiện những món hồn kiếm môn phái. Thì cao thủ Bà Đăng Sa là cũng là một trong những cao thủ đã sử dụng mình hai món hồn kiếm môn phái đầu tiên. Và trong đó có một cây vũ khí thiên quang ho vũ mạng thiên bắt đầu hoàn toàn như nào. Đây là có thể nói là cây đầu tiên server. Và Đông Phương cũng là đường môn, cũng có một cây nữa. Ít hôm chúng ta sẽ sau đồ Đông Phương cho anh em tham khảo và cho anh em tìm hiểu sơ qua nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Đừng quên đỡ lại cho cao thủ Bảo Đăng Sa một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Kính chúc anh em một ngày mới xem live vui vẻ nha. Xem video vui vẻ nha mọi người.